À, con hỏi thầy, từ trường còn gọi là thanh thản, vậy thanh thản chỉ tên gọi thôi, chứ cái thanh thản lúc nào cũng có mặt, dù không có hiện diện vũ trụ nó vẫn như thường. Đúng vậy, bởi vì thanh thản là tại mình đặt cái tên để cho mình nhận xét qua cái danh từ đó thôi, chứ thanh thản vẫn là thanh thản, không gọi nó cũng thanh thản. À, nó là cái chân lý rồi mà, nó là sự thật rồi, bây giờ mình có gọi, mình có tạo tác cách gì thì nó cũng vẫn là nó như vậy thôi. À, cho nên mình dẫn nó vào cái chỗ đó, gọi là dẫn tâm vào đạo, vào cái chỗ đó thôi, à, để cho nó được thanh thản thôi chứ không có gì khác. Cho nên dù như thế nào thì thanh thản vẫn là thanh thản, nhưng mà mình đặt cái tên để cho mình dễ dễ có cái tên kêu thôi. Cũng như cha mẹ mình sanh ra không có tên, không biết cái thằng đó tên gì gọi, thôi bây giờ đặt tên mít tinh xài gì đó là gọi nó cho rồi, thì nó vẫn có nó đó chứ. Nhưng mà bây giờ đặt cái tên để gọi, mấy con thấy chưa? Cho nên cái tên gọi nó không có nghĩa là để cho chúng ta nhận thôi, chứ không nghĩa là có tên mới có nó, không phải. Dù không tên cũng có nó. Thầy giảng cho con biết, có phải là một nhân quả của thầy không? Thầy giảng cho con biết, con có phải là một nhân quả của thầy không? Để tất cả mọi người mà đang học thầy đây đều là nhân quả của thầy hết chứ sao? Phải không? Nếu mà không nhân quả làm sao mà có mặt ở đây, đều là nhân quả à, chứ không có cái gì khác hết. Nhân với quả, mà nếu mà không có nhân quả thì không gặp à, có nhân quả, có duyên duyên, có nhân quả thì có duyên mới gặp, đó là nhân quả. Vì vậy mà thầy giảng cho con biết, con có phải là một nhân quả của thầy không? Đúng vậy. Nếu uống thuốc là diệt vi khuẩn, vậy con uống thuốc vi khuẩn chết thì con có lòng từ bi không? À, thật sự ra mà đối với vi khuẩn mà con biết nó để con hết bệnh thì con không có lòng từ bi, mà vì mà con tu tâm từ bi á, thì con đừng uống thuốc. Mà con tu mà con không tu tâm từ bi á, thì con uống thuốc. Mà giờ con tu tứ niệm xứ hay là con tu tâm từ bi nè, nếu mà con tu tâm từ bi á, thì con đừng uống thuốc, vì diệt vi khuẩn mình đâu có từ bi, có ai không? Nhưng mà mình tu tứ niệm xứ thì mình uống thuốc được. Thế con hiểu không? Bởi vì tứ niệm xứ nó không có thực hiện tâm từ bi, nó thực hiện chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp, nó đẩy lui ra khỏi, cho nên nó đẩy lui bằng thuốc được. Vì vậy mà mấy con, thầy dạy mấy con nè, mấy con tu ở trên cái tứ vô lượng tâm á, là vì trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp có chướng ngại pháp, mấy con dùng pháp đẩy lui nó. Mà nếu dùng pháp không được thì mấy con dùng thuốc mà đẩy, thầy cho phép, tại vì cái lực của mấy con chưa đẩy được bệnh. Thì do đó mấy con cứ diệt vi khuẩn không sao hết, nhưng mà mấy con mà khởi sự tu tâm tâm từ tâm bi rồi mà mấy con diệt vi khuẩn là không được, con hiểu chưa? Thầy không cho. Bây giờ ôm pháp đẩy lui cái chướng ngại đau đó mà không hề có một chút gì diệt vi khuẩn, mà vi khuẩn tự nó sinh diệt, nó phải chết, có ai không? Mấy con đó là mình tu tâm từ mà, nhưng mà mình không có mục đích diệt nó đâu. Còn ở đây á, thật sự ra thì mình biết là vi khuẩn nó làm cho mình bệnh đau, à, cho nên bây giờ mình uống thuốc là thuốc nó sẽ diệt vi khuẩn. À, do đó thì mình tu tâm từ tâm bi á, thì hoàn toàn không sử dụng nó rồi. À, người nào mà hô tu tâm từ tâm bi á, một là chết, hai là ôn pháp. Còn mấy con mà tu tâm từ tâm bi mà bây giờ đi ra bác sĩ uống thuốc thì thôi, thầy nó thôi không có từ bi nữa rồi. Kính bạch thầy, à, con xin hỏi, phòng hộ sáu căn mắt nhìn hay là nghe? À, ví dụ ở trong cốc nghe tiếng nhạc hàng xóm đập vào tai, thầy dạy tác ý tai quay vô nhưng tai chưa nghe lời tác ý. Nếu lúc đó nghe mình quán xét âm thanh mang nội dung sẽ đưa đến ái kiến sử vân vân, à, quán một lát thì nghe âm thanh tiếng nhạc mà không quan tâm nữa, như vậy có được không? Không phải, ở đây mình tu pháp nào ra pháp nấy chứ không phải là pháp quán âm thanh. Con bây giờ tu cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý sáu căn gì ở trên này, con nói khi phòng hộ sáu căn rồi. À, bây giờ mà con hỏi mắt nhìn hay nghe, à, nếu mà thấy á, là sắc tướng, mà nghe là âm thanh, mà bây giờ con ở trong cốc con mà nghe tiếng nhạc thì con phòng hộ cái lỗ tai con lại, biểu nó quay vô nó nghe một cái gì ở trong thân con đó thì nó sẽ không còn nghe bên ngoài. Còn lúc bây giờ con để cho nó nghe rồi con quán âm thanh đó, nội dung kiến sử nào là này nọ kia,
con hay hoặc là con heo âm thanh đó mà con nghe nó tra vào cổ mùi mặn đó thì tao chắc chết luôn, cái tiểu này thì không được. Mà cho nên vì vậy mà nghe một lát nghe nó nhớ nhà quá trời quá đất rồi, hoặc là nhớ con nhớ cái mình nhiều quá rồi, bây giờ mới quán nhân quả này kia thì đợi cho nó nao lòng, nó xót dạ, nó đủ thứ trong này mới quán đó. Thì như vậy nó trễ quá đi, hơn nữa mình phòng hộ họ giả lại thì con đang tu pháp gì đây, con đang tu tứ niệm xứ phải không? Thì tứ niệm xứ thì nó có bốn pháp thân thọ tâm pháp, mà các pháp bây giờ âm thanh nó tác động con thì con phải ngăn ngừa nó, phòng hộ mắt ba ngôn nghiệp tâm ý con, thì pháp như lý tác ý đó lôi cái tai của con quay cái vô, thì như vậy là con tu đúng pháp. Chứ đừng có đợi mà lúc nghe tụ quán âm thanh này kia nọ thì con đi quá xa rồi, má thật cái pháp rồi không đúng. Nên nhớ mình phải tu đúng pháp. Kính bạch thầy cho con xin phép thầy cho con sáng mai ra đảng quỹ nộp giấy tờ được cái phần của con á, thì con phải lo cho nó ổn, không có sao hết không, cái phần con thì con phải lo cho nó ổn, tất cả mọi cái điều kiện là được hết, không có gì. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ cách thức của mình rồi, không có thể nào khác hơn. Và như vậy nó mới cũng bảo vệ được cái yên ổn cho sự tu tập của mình mà của mọi người. Cho con xin hỏi một câu, con tu tứ niệm xứ ngồi 30 phút mà mới 20 phút, 15 phút nó cứ ngó quanh muốn đứng dậy thì kiếm việc làm, vậy con phải tác ý như thế nào để thân con ngồi yên được 30 phút? À bây giờ cái ý của con quyết định là ngồi tu 30 phút mà trong lúc mới có 20 phút, 15 phút mà nó cứ ngó quanh ngó quốc nó muốn đứng dậy, lấy cái cây mạnh đế nó một cây 30 phút mà bây giờ cái tật ngoài vậy đó đâu có được, nó đậm như vậy thì cứ tác ý nó coi chừng à, mày mà không ngồi bất động á thì tao cho mày chết á. Do đó mình ra lệnh nó ngồi bất động, đó là đem nghị lực ý chí của mình thắng nó, là cái đó là cái trạo cử rồi, nó làm cho con muốn đứng dậy đi để nó không có muốn con tu nữa đó. Mà cho nên vì vậy mà có cái quyết tâm, có cái nghị lực thì mình thắng được nó liền, mình tác ý ra một cái câu tác ý ra thân ngồi bất động không có muốn đi tới đi lui vậy, 30 phút mới đứng dậy, mày mà lãng chạy được thì tao cho mày chết á. Nhắc nhở nó vậy thì nó im liền, không có gì khác. Kính bạch thầy, những bài nào con làm bổ sung thêm trong thời mà tu tập sắp tới con có nên nộp thầy không? Con làm bài rồi cứ nộp, những bài nào mà còn thiếu trong những cái bài từ cái bài đầu tiên mà đến giờ nó còn thiếu thì con nên làm một cái bài đó hết để triển khai cái tư duy của mình. Như lớp cái tư duy nó buộc lòng mình phải nghĩ biết toàn bộ cái phương pháp mà thầy đã đưa ra trong cái giáo trình mà học tập trong cái lớp mà tiến tiến á, thì các con đó là ít đó, bởi vì thầy muốn cái thời gian cho nó đi vào thực hành cho nó nhanh hơn, mà cho nên thầy gọn rẽ cho những cái pháp đủ để phá tâm thôi. Chứ nếu mà một năm á, thì những cái bài pháp mà học để một chuyện triển ra cái tiên tiến thì mấy con có đủ sức. Cho nên sau này thì cái lớp của mấy con mà đứng ra dạy đó, thì cái giáo án, cái giáo trình mà để cho mấy con dạy thì nó sẽ soạn đầy đủ, nó không có ý. Còn bây giờ là cái lớp của mấy con đó, thì thấy là tuổi thầy cũng lớn rồi, mà nếu kéo dài suốt 7 năm mà tu học như vậy đó, chắc chắn là nó cũng được, nhưng mà thầy sợ thầy đi trước rồi nó không còn ai đó lấy ai mà dạy đúng không? Mà cho nên thầy muốn đào tạo cho con cấp trước để mà thầy còn cái thời gian mà để mà viết mấy cái bộ sách cần thiết như bộ dưới lực rất cần thiết, còn 4 cuốn nữa, và cái bộ đường cái bộ sách mà đạo đức làm người ấy, thì nó còn nhiều quá, mà cái thời gian thầy cần phải tập trung vào những cái bộ sách để lại cho đời cái nền đạo đức, và đồng thời thì những cái mấy con lại trợ giúp thầy thêm là cái phần mấy con tu tập về cái đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đã cho đó, thì những cái bài của mấy con học đều nữa sao nó trở thành những cái đạo đức hết, cho nên nó đưa vào cái diễn đàn thiên như để nó trở thành cái tự quả thiên, cái bộ sách đạo đức của thầy, nên nó có cái phần đóng góp của sự tu học của mấy con, thì như vậy thì nó có lợi ích rất lớn. Và đồng thời dù sao đi nữa thầy cũng phải soạn thảo viết bộ sách đạo đức làm người cho nó được đầy đủ, đem lại cái nguồn an ủi cho mọi người, đó là cái ý tưởng của thầy. Chứ còn nếu mà không có đào tạo người tư chứng mà cứ lo viết sách thì coi như là sách vở của thầy chỉ là viết sách vô, cho nên thầy mong rằng có cái phần tu chứng của mấy con và có cái phần cái sách vở của thầy để lại cho đời nó có cái cụ thể thực tế là bảo đảm chứng cứ rằng mấy con tu tập được.
cho nên tất cả những cái bài vở mà mấy con biết thì mấy con cứ nộp, thầy chịu khó thầy đọc, coi cái chỗ nào mà còn thiếu thì thầy sẽ gợi ý giúp thêm, mà có chỗ nào đủ thôi. Và đồng thời thì biết rằng trong cái số mà mấy con về cái hiểu biết đó thì mấy con còn thiếu cũng số nhiều lắm, mấy con chưa đủ, cho nên vì vậy mà thầy sẽ cố gắng giúp đỡ thêm cho những người nào mà còn thiếu, còn những người nào mà đủ thì coi như là vào cái lớp là chính tư duy, thì mấy con sử dụng tận lực của cái sự hiểu biết của mấy con để là xả tâm. Thì thầy rất mừng là mấy con có số người đầy đủ được cái tư duy hiểu biết đó, còn cái số ít thôi, nhưng mà cái số ít đó để mà thầy chỉ giúp đỡ họ, không để cho họ mà thua kém đâu, mà triển khai phần cái tri kiến của họ thêm, nghĩa là thì giúp cho họ trên cái phần tu để mà xả qua một cái tri kiến ngắn gọn để giúp họ, nhất là cái tâm từ và phần tâm tư, tâm nghĩ, tâm xả. Vì họ không làm được điều đó là họ thiếu tâm từ của họ, mà họ thiếu tâm từ họ thì họ thiếu xả. Cho nên ví dụ như bây giờ nghe lời nói nào họ chứa ngại trong tâm của họ, họ để làm cho họ khổ, thì thầy chỉ nhắc họ, nhưng khi nào mà có một chứa ngại như vậy đó thì con hãy nhắc con để xả cái tâm. Như vậy là mày tu tâm từ mà mày để cho mày khổ như vậy là mày không phải là người tu tâm từ. Cho nên người ta nói gì nói thì mày phải bất động, người ta nghi quan nói ước mày thì mày vẫn phải vui vẻ. Mà nếu mà vui vẻ như vậy được á thì đó là mày thực hiện được tâm từ, còn nếu mà không vui vẻ được như vậy là không thực hiện tâm từ. Thầy sẽ dẫn dắt những cái người mà họ ít suy luận để cho họ phải tự tu tắc như vậy, không hơn không kém. Nhưng mà thầy theo dõi rất kỹ, mà tại vì nhiều khi mà chúng ta đắc ý như vậy á, chúng ta bị ức chế tâm chúng ta nữa, tức là chúng ta sẽ trở thành chịu đựng. Cho nên vì vậy mà thầy có gần gũi những người đệ tử mà ít khi lượng đó, thầy có giải thích cho họ kiên về cái tâm từ như thế nào, để cho họ thấu triệt được cái lập từ của họ hơn là họ đắc ý ngắn gọn như vậy. Cho nên các con biết là cái sự hướng dẫn cho một cái người mà liệt tệ, cái trí tuệ họ không có triển khai được, nó rất cực chứ không phải là không cực đâu. Nhưng mà vì thương mấy con mà phải đem cho mấy con đi đến nơi đến chốn hoàn toàn được giải thoát, chứ không khéo bỏ nó không giữa đường được. Rồi bao nhiêu người người ta tu được, mà có một vài người họ rất tủi thân họ, cho nên thầy không muốn để cho những người đệ tử của mình phải tủi thân đau khổ, mà mong rằng trong cái lớp của chúng ta mọi người đều được giải thoát như nhau. Khi vào lớp chánh tư duy thực hành sắp tới thì phải giữ gìn độc cư trọn vẹn, dạy con tầng những vật tứ sự mà con đến mà xin út có được không, hay con đến xin thầy tất cả những cái sự việc mà cần những sự tứ sự á, thì đương nhiên là cần thiết thì nên đến xin của út hoặc là xin thầy đều được hết, thầy sẽ cung cấp và của út cũng sẽ cung cấp. Nhưng có điều kiện là cô út cũng sẽ tránh không có đến làm động với con đâu, khi mà con vào lớp cái tư duy của út cũng làm động. Cô cũng biết là cái lớp đó là cái lớp thực hành, cho nên cổ không hoạt động với con. Và đồng thời thì cần thiết cái gì thì xin bằng cách là các con sẽ viết trên cái giấy đó, cần có vấn đề hư, cần một cái gì đó thì mấy con thao, hoặc là cần xà bông, cần cái bàn chải, hoặc là cần cái kem, thì mấy con viết cái tờ giấy. Mấy con thường thường mấy con có cái bình thủy đó, mấy con sẽ viết cái tờ giấy con dán ở trên nắp bình thủy đó, xin út cho con cây kem đánh răng, hoặc là cho con cái bàn chải, thì cứ đề đó là lấy keo dán cái bình thủy đó, rồi chừng nào có út của lấy của cho thì cũng gỡ cái đó ra, có bỏ cái đó, thì mai mốt có cái cần cái gì thì dán trên đó, chứ cũng không nên mà đi đến nói chuyện này chuyện kia rồi nó động tâm mình tu tập được. Đó là cách thức để mình giải quyết trên cái vấn đề tu tập trong cái lớp mà mình đã dự cái lớp chính tư duy này, để một con diều tắm cái vấn đề mà động tâm. Cho nên tới cái lớp này, khi mà vào lớp này còn có 20 ngày nữa, mà khi vào lớp này rồi thì chấm dứt hoàn toàn, là chúng ta chấm dứt hoàn toàn là bị đậm, không có để đậm nữa. Người nào lo phần sự nấy, còn hôm nay thì nó còn lớp chứng kiến để cho mấy con học hỏi tầm điều với nhau, để nâng nhau. Mà những người nào mà viết bài chưa xong thì chúng ta cố gắng là làm cho nó xong.
càng sớm tốt, sớm như nào tốt thì nấy, thời gian chúng ta đừng để kéo dài quá. Như vậy bây giờ hết rồi phải không con? Con ai hỏi tại vì thêm nữa không? Con hết rồi. Có gì không con? Con bạch thầy, trong đấy con đã ghi ý là nếu chỗ nhà xuất bản